Bàn tay của người đàn ông này dần dần trở nên trong suốt mà anh ta không hề hay biết gì. Kiyama không dám tin vào mắt nên đã thử day mắt. Thế nhưng bàn tay của đối phương vẫn trong suốt như cũ. Dường như chỉ có anh có thể nhìn thấy. Trên đường quay về anh lại nhìn thấy một người đàn ông đã trong suốt cả đầu và hai tay. Vì tò mò nên Kiyama đã đuổi theo. Rất nhanh đầu của chàng trai phía trước đã biến mất. Một giây sau, anh ta đã qua đời ngay lập tức. Lúc này Kiyama cũng ngơ ngác. Chẳng lẽ anh có thể nhìn thấy số mệnh của người khác sao? Hôm sau Kiyama tới tiệm sửa điện thoại. Nhân viên ở tiệm là cô gái mà anh đã thích thầm từ lâu. Khi anh đưa điện thoại cho Aoi thì phát hiện hai tay của cô đã trở nên trong suốt dần. Kiyama hoảng sợ chạy như bay ra ngoài. Anh đứng ở ngoài cửa để bình tĩnh lại. Đột nhiên anh nhớ tới người đàn ông đã chết ngay trước mặt mình. Anh không thể trơ mắt nhìn bi kịch xảy ra một lần nữa được. Sau khi bình tĩnh lại, dường như anh đã nghĩ ra gì đó. Lấy hết dũng khí để bước vào trong. Cô Kiri Aoi, vâng. Tôi có chuyện quan trọng muốn nói với cô. Hôm nay sau khi tan làm tôi có thể mượn cô 30 phút được không? Vậy anh hãy chờ tôi ở quán cà phê trước trạm xe nhé. Khoảng 6 rưỡi tôi sẽ tới tìm anh. Trong quán cà phê, Kiyama liên tục nhìn về phía đồng hồ. Đến khi sắp tới 9 giờ thì Aoi mới tới. Nhìn thấy tay cô đã khôi phục lại trạng thái bình thường, anh vô cùng vui vẻ, lập tức cầm tay cô lên để kiểm tra. Cái đó, tôi xin lỗi. Sau đó Aoi hỏi anh có chuyện gì quan trọng muốn nói. Kiyama nói với cô ấy rằng mình có thể nhìn thấy số mệnh của người khác. Lúc nãy cũng đã cứu được một người. Nhưng Aoi lại không hề tỏ ra kinh ngạc, cũng không hề cười nhạo hay khinh thường anh. Ngược lại còn hỏi anh, người lúc nãy được anh cứu không phải là tôi đó chứ? Kiyama không hề trả lời mà vội vã lấy cớ để rời đi. Sau khi bước ra khỏi quán cà phê, đột nhiên anh cảm thấy ngực đau nhói. Cũng may không có vấn đề gì, cứu được cô gái mà mình thích khiến Kiyama cảm thấy rất sung sướng. Hôm sau anh đã đồng ý với ý tốt của ông chủ, tới đảm nhận chức cửa hàng trưởng của tiệm sửa điện thoại. Vài ngày sau, đột nhiên Aoi lại cầm một tờ báo tới tìm Kiyama. Vào tối hôm đó, trên con đường mà cô bắt buộc phải đi qua đã xảy ra một vụ nổ ở nhà máy. Vì vậy cô muốn tới cảm ơn anh vì đã cứu mạng cô. Kiyama giải thích đây chỉ là hiểu lầm mà thôi. Anh nói như vậy chỉ vì muốn bắt chuyện làm quen với cô thôi. Aoi cũng không hỏi nhiều, chỉ tỏ lòng biết ơn của mình. Anh đã cứu tôi một mạng, cảm ơn anh rất nhiều. Sau tối hôm đó tôi vẫn luôn nghĩ, anh Kiyama đã cứu tôi một mạng rốt cuộc là thần thánh phương nào? Chắc là cô phải thất vọng rồi, bởi vì tôi không phải thần thánh gì hết. Không phải, ngược lại tôi còn thấy rất may mắn. Rất vui khi người đó là người giống như anh. Nghe thấy lời này, Kiyama mừng thầm trong lòng. Không lâu sau, đồng nghiệp của Kiyama đã phạm lỗi sai nhưng lại không chịu thừa nhận. Ông chủ tức giận lập tức dạy cho anh ta một bài học, sau đó đã sa thải anh ta. Lúc này Kiyama phát hiện hai tay của ông chủ đã bắt đầu trở nên trong suốt. Anh đoán có lẽ là do đồng nghiệp sẽ trả thù, vì vậy đã lấy cớ mời ông chủ ăn cơm, hy vọng ông ấy có thể thoát được một kiếp. Trên đường về, đầu của ông chủ đã dần trở nên trong suốt. Kiyama lập tức cảnh giác nhìn xung quanh. Đúng lúc này, nhân viên vừa bị sa thải đứng trong góc tối đã cầm gậy xông ra ngoài, sau đó đập thẳng vào đầu ông chủ. Cũng may Kiyama kịp thời đẩy ngã ông ấy. Ông chủ tức giận xông lên bắt lấy tên kia rồi ném hắn ta xuống dưới đất. Lúc này Kiyama phát hiện hai tay của ông chủ đã khôi phục lại như bình thường. Nhưng anh còn chưa kịp vui mừng thì trong ngực đã chuyển tới một cơn đau khủng khiếp, thậm chí còn nặng hơn so với lần trước. Sau đó anh liền ngất đi. Đến khi tỉnh lại thì bác sĩ nói với anh tình huống của anh không mấy lạc quan, anh cần phải kiểm tra thêm một bước nữa. Trong lúc ngồi ngoài hành lang chờ kết quả, Kiyama đã nhìn thấy một cô bé đi ngang qua. Cả cánh tay của cô bé đã biến thành trong suốt. Kiyama đang chuẩn bị đuổi theo thì bác sĩ đã xuất hiện cản anh lại. Ông ấy bảo anh đừng hành động linh tinh, hóa ra ông ấy cũng có thể nhìn thấy số mệnh của người khác. Phàm là những người đại nạn không chết thì đều có thể có được năng lực này. Ông nói với Kiyama thay đổi số mệnh của người khác đồng nghĩa với việc làm trái lại luật trời. Lấy tình hình sức khỏe của anh bây giờ, nếu ra tay thêm một lần nữa thì sẽ mất mạng. Kiyama sau khi nghe xong bác sĩ nói vậy, anh trầm tư rời khỏi đây. Mặc dù những chuyện hồi nhỏ khiến anh không thể nào trơ mắt thấy chết mà không cứu được, nhưng vừa nghĩ tới Aoi, anh vẫn quyết định suy nghĩ cho bản thân mình nhiều hơn một chút. Tới tối, Kiyama lại hẹn Aoi lần nữa. Trong lúc nói chuyện, Kiyama do dự nhìn về phía Aoi. Anh không ngừng cổ vũ cho mình. Cuối cùng anh cũng nói ra được câu nói ấp ủ bấy lâu, hãy hẹn hò với tôi đi. Chúng ta ra ngoài đi. Kiyama vội vàng đuổi theo cô. Anh nói lời xin lỗi về chuyện vừa rồi, nhưng Aoi lại vui vẻ quay đầu lại. Bây giờ em sẽ trả lời câu hỏi vừa rồi. Vâng, em đồng ý. Hả, gì cơ? Sau này xin anh hãy giúp đỡ nhiều. Cứ như vậy, bọn họ trải qua quãng thời gian vô cùng hạnh phúc. Nhưng niềm vui thường không kéo dài được lâu thì đau buồn lại đến. Hôm nay một thiếu gia tới lấy xe. Khi Kiyama chuẩn bị đưa chìa khóa cho anh ta thì phát hiện tay của anh ta đã trở nên trong suốt. Anh lập tức sững sờ. Lúc này anh không biết mình có nên đưa chìa khóa cho đối phương hay không.
Nếu như không đưa thì anh có khả năng sẽ cứu được một sinh mạng, nhưng anh cũng sẽ phải mất mạng. Nghĩ tới Aoi, nghĩ tới lời cảnh cáo của bác sĩ, cuối cùng lý trí đã chiến thắng tất cả. Anh đưa chìa khóa cho đối phương. Quả nhiên tới hôm sau, vị thiếu gia ấy đã qua đời do tai nạn. Vì chuyện này mà Kiyama đã vô cùng áy náy. Rõ ràng anh đã có thể cứu anh ấy, giống như lần đó vậy. Hóa ra vào năm Kiyama 6 tuổi đã gặp phải tai nạn máy bay. Anh là người đã được nữ thần may mắn che chở. Lúc đó có một cô bé duỗi tay ra cầu cứu với anh, nhưng anh lại không cứu cô ấy. Chuyện này như một cơn ác mộng đi theo anh suốt cả đời. Không biết bao nhiêu lần anh đã chứng kiến cảnh cô ấy chết đi ở trong mơ. Sau đó giật mình tỉnh dậy. Hôm sau Kiyama chán nản ngồi một mình trong công viên. Đột nhiên một quả bóng lăn tới chỗ anh. Một cậu bé chạy tới xin lại quả bóng. Kiyama lập tức nhìn thấy tay của cậu bé đã trở nên trong suốt. Anh nhìn về phía xa. Tất cả mọi người trong công viên, kể cả người lớn, đều có một bộ phận nào đó biến thành trong suốt. Anh không dám tin vào mắt mình nên đã chạy qua đó, kéo tay của một cậu bé để nhìn thử, nhưng lại bị người nhà của cậu bé tưởng là người xấu. Từng người vội vàng đưa con của mình đi. Lúc này Kiyama phát hiện một tờ giấy thông báo ở trên đất. Hóa ra nhà trẻ này chuẩn bị đi du xuân, chiều ngày mai tất cả sẽ tập hợp ở trạm tàu điện ngầm. Kiyama đoán lần này có khả năng là một sự cố quy mô lớn. Có lẽ là tàu điện ngầm mà họ ngồi sẽ xảy ra chuyện. Vì vậy anh đã tới tàu điện ngầm để quan sát. Cho tới khi gần đến 7 giờ, anh phát hiện tất cả tay của hành khách ngồi trên chuyến tàu đó đều trong suốt. Anh vội vàng đi theo. Quả nhiên chuyến tàu này sắp gặp phải sự cố. Đúng lúc này anh đột nhiên nghĩ ra gì đó. Sáng nào Aoi cũng ngồi chuyến tàu này để đi làm. Chờ tới tối Kiyama tới tìm Aoi, quả nhiên tay của cô cũng đã bắt đầu trong suốt dần. Kiyama lập tức chạy lên ôm cô vào lòng. Lúc này anh đã quyết định, cho dù tương lai có thế nào thì anh cũng sẽ luôn bảo vệ em. Hôm sau Kiyama bảo Aoi hãy xin nghỉ 3 ngày để đi du lịch với mình. Aoi do dự một lát cuối cùng cũng đồng ý với anh. Kiyama lập tức thở phào nhẹ nhõm. Anh biết chỉ cần Aoi không ngồi lên chuyến tàu đó thì sẽ không có chuyện gì. Nhưng anh thì không chắc. Vì vậy anh đã tới tìm bác sĩ, muốn thăm dò xem tay của mình đã trở nên trong suốt chưa. Bác sĩ không nói thẳng với anh, chỉ cần cậu cứu thêm một tính mạng nào nữa thì cậu chắc chắn sẽ phải chết. Tất cả đều không liên quan gì tới tôi hết. Lời này cũng có nghĩa là tay của anh đã trở thành trong suốt rồi. Nhưng Kiyama không hề hối hận. Dù sao thì đó cũng là người mà anh yêu. Nếu anh đã phải chết thì anh quyết định sẽ cứu tất cả mọi người trong chuyến tàu đó. Hôm sau anh để lại cho Aoi một bức di thư. Aoi thân yêu, anh xin lỗi vì đã nói dối em về chuyến du lịch của chúng ta. Anh đã lựa chọn rồi, xin em hãy tha thứ cho lựa chọn ấy của anh. Sau đó Kiyama chuẩn bị tới tàu điện ngầm để ngăn không cho tàu khởi hành, nhưng lại bị cảnh sát tới nhà điều tra làm lỡ thời gian. Đợi tới khi anh tới tàu điện ngầm thì cửa đã đóng lại rồi. Lúc này anh cũng phát hiện Aoi cũng đang ở trên tàu. Đầu của tất cả mọi người cũng trở nên trong suốt. Không kịp nghĩ nhiều, anh vội vàng xông ra ngoài, lên một chiếc xe taxi. Anh phải chặn tàu điện ngầm lại trước khi nó tới trạm tiếp theo. Đợi tới khi anh tới nơi, nhìn thấy đầu của những nhân viên đang thi công ở bên cạnh cũng biến thành trong suốt. Anh lập tức hiểu ra đây chính là nơi xảy ra tai nạn. Lúc này tàu hỏa cũng sắp đi tới đây. Kiyama trực tiếp cầm pháo sáng nhảy xuống dưới. Aoi, từ nhỏ tới lớn cuộc đời anh vẫn luôn u ám. Người đã đem tới màu sắc tươi mới cho anh chính là em, Aoi. Bởi vì có em nên anh mới cảm thấy cuộc sống của mình có ý nghĩa. Em đã giúp anh hiểu ra được ý nghĩa của sự sống. Cuối cùng tàu hỏa cũng đã dừng lại kịp thời. Kiyama đã ngăn cản được tai nạn lần này. Anh đã cứu được mấy trăm mạng người và người con gái anh yêu. Lúc này Kiyama cũng đã ra đi. Aoi ôm lấy anh khóc tới mức xé ruột xé gan. Mà Kiyama không hề biết rằng Aoi chính là cô gái năm đó. Thật ra lúc đó anh đã cứu Aoi, chỉ là anh đã ngất đi nên không hề nhớ được. Hơn nữa Aoi đã sống sót sau tai nạn đó nên cô cũng có thể nhìn thấy vận mệnh của người khác. Tối đó cô đã nhìn thấy hai tay của Kiyama biến thành trong suốt. Vì vậy khi nghe thấy anh bảo mình xin nghỉ, cô đã biết chắc chắn anh định hy sinh để cứu cô. Thế nên cô đã giả vờ đồng ý với Kiyama, nhưng thực tế cô vẫn lên chuyến tàu đó. Chỉ cần cô chết đi thì Kiyama sẽ được sống. Nhưng mọi chuyện không như mong muốn, cuối cùng vẫn là Kiyama cứu được cô. Đến khi quay về, Aoi đã nhìn thấy cặp nhẫn cầu hôn và di thư của Kiyama. Nhìn thấy ba chữ anh yêu em ở cuối bức thư, cô không cầm được nước mắt của mình. Sau đó cô đeo một chiếc nhẫn trong đó lên tay mình.